Lai cũng cảm ơn rất là nhiều. Hương Lê cũng có chia sẻ từ nãy tới giờ, phiên dịch và làm MC và dẫn dắt chương trình rất là tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả các anh chị em cũng đã lắng nghe từ 8 giờ tới giờ. Thì cũng nghe tất cả những anh chị em chia sẻ về cơ hội kinh doanh cũng như là về sản phẩm và nắm bắt cái cơ hội này trong tương lai. Thì lời nói đầu tiên thì cho Lai gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả anh chị em trong hệ thống BAT và những anh chị em mới có mặt ngày hôm nay để đi tìm hiểu cơ hội kinh doanh query này. Thì nhân đây để xin lỗi chứ. Em đang chia sẻ anh ơi. Mai đi anh ơi. Dạ. Là xin lỗi có điện thoại của sếp. Thật sự thì mình cũng đang mình có công ty riêng kinh doanh về sâm ngọc linh và cũng đã mở công ty được 4 năm nay rồi. Thì hiện tại cũng đang hoạt động kinh doanh ở công ty. Nhưng mà lý do vì sao mà lại nắm bắt cái cơ hội này mà xem đây là một sự nghiệp cuối cuộc đời của Lai, làm cùng với công ty kinh doanh về sâm ngọc linh, nó cũng chung một cái dòng sức khỏe về thảo dược. Thì Lai cũng trước mắt thì Lai cũng cảm ơn ban tổ chức, ban lãnh đạo và cái người hai cái vị ân nhân mà chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho Lai, đó là em Connie Thương và lãnh đạo Hina đã chia sẻ một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho Lai. Nhân đây thì Lai mượn đôi bàn tay của tất cả anh chị em có thể là cho một tràng pháo tay và cảm ơn Lai, để cảm ơn hai vị ân nhân đó được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì trước khi là chia sẻ thì Lai cũng nói sơ về tiểu sử của mình. Trước khi mà Lai mở công ty thì Lai cũng đã từng làm công ty nhà nước gần 20 năm. Đó là công ty xăng dầu, Petrolimex xăng dầu. Và mình cũng là một trưởng phòng kinh doanh. Gốc của mình là ở Vũng Tàu, có gia đình và có hai con trai. Con đầu thì đã lập gia đình và đứa thứ hai là 15 tuổi. Sau khi mà Lai làm công việc nhà nước thì mình bị áp lực rất là nhiều và mình đổ bệnh, bệnh những cái bệnh stress, bệnh viêm đường tiết niệu và bị máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ. Nói chung là một đại lý bệnh đó anh chị à. Khi mình bệnh rồi thì lúc mình trẻ thì mình có sức khỏe, mình đi kiếm tiền. Nhưng khi mình bệnh rồi thì mình lấy tiền mình đi mua sức khỏe. Nhưng mà lúc đó mình mua sức khỏe rất là mắc anh chị ơi. Nên ngày hôm nay các anh chị nào mà thật sự quan tâm sức khỏe thì Lai là một nhân chứng thật. Và Lai là cái người đã từng nằm trên giường 6 tháng không đi được. Và lúc đó là chỉ mong muốn làm sao để mình có sức khỏe, mình đi xuống giường để mình làm việc, mình hoạt động. Nhưng mà mình mất gần 6 tháng nằm trên giường. Và khi mà mình tìm được một cái sản phẩm mà gọi là đi chữa bệnh, ai mắc gì cũng nghe hết á, và tìm đến thực phẩm chức năng, thì mình đã dùng một loại thực phẩm chức năng mà của một công ty cũng ngành MLM rất là nổi tiếng, đó là Amway. Thì mình dùng gần 9 năm. Và trong quá trình mình dùng thì mình cũng thấy ở đây nó cũng có cơ hội kinh doanh. Và mình cũng bắt tay, mình kết hợp, mình làm, gọi là làm thêm thôi. Còn công việc chính mình vẫn làm công ty nhà nước. Và sau một thời gian mình dùng khá dài và sức khỏe của mình thì thật ra nó chỉ gọi là nó khỏe hơn thôi. Còn bệnh của mình thì không cải thiện. Và mình làm ở đó thì mình cũng đã đạt những thành tích rất là cao. Và đi nước ngoài và có những chuyến tưởng thưởng rất là tuyệt vời ở Amway. Nhưng mà vì nó cái sản phẩm đó nó không đáp ứng được cái bệnh của mình. Và thứ hai nữa là công việc làm rất là cực, rất là vất vả. Nhưng tiền không kiếm được nhiều. Mình phải đi bán hàng, mình phải đi chào hàng, mình phải tìm đối tác. Nhưng thật sự mình chưa kiếm được một đồng bạc tiền nào gọi là bán lẻ. Tiền bán lẻ đó chưa bao giờ có. Và thứ hai nữa là gì? Cái chi phí mình đi đứng nó rất tốn kém rất là nhiều. Bởi vì chuyên thường xuyên hội thảo, thường xuyên hỗ trợ những tuyến dưới. Đó là cái công việc mà mình ban đầu mình cảm thấy rất là thích thú. Nhưng mà sau từ từ mình ngộ ra được rằng làm công việc này thì thật ra là sản phẩm nó cũng chưa được cải thiện về bệnh tật. Cái thứ hai nữa là công việc làm quá cực so với cái năng lực của mình, cái sức khỏe của mình. Và sau đó thì bản thân mình cũng tạm gác lại, bởi vì nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu, cái nguyện vọng của mình. Và trong thời điểm đó thật ra tuyến dưới của mình không giúp họ để họ có tiền cùng với mình được.
Và đó là lý do là mình từ giã và mình đưa trong một cái quan điểm của mình là mình sẽ giải nghệ và không bao giờ làm đa cấp nữa, bởi vì mình biết cái ngành này rất là cực, rất là vất vả. Và về thì là ý định là mở công ty, nhưng mà mở công ty ở đây là gì, mình tìm được một sản phẩm tốt, đó là sâm ngọc linh, là người nhà mình trồng, và khi mình dùng rồi mình thấy nó tốt. Nhưng mà thật ra những cái bệnh mình thì nó cải thiện một số loại bệnh thôi, về gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường, huyết áp thì những cái bệnh đó chưa cải thiện được đó. Thì khi mà mình làm cũng khoảng 4 năm nay thì cái điều mình trăn trở ở đây là gì, ở đây là mình có ước mơ và cái ước mơ mình là chưa thực hiện được, bởi vì mình chưa tìm được một cái công cụ kiếm tiền nhiều, tiền nhanh, và cái công cụ đó mình giúp được cho những người nghèo, người già, người lớn tuổi để kiếm tiền cùng với mình và đi làm từ thiện. Đó là cái ước mơ của mình, là bao lâu nay mình ấp ủ hơn 10 năm. Nhưng khi mình làm ở Amway mình không thực hiện được điều đó. Và cuối cùng mình đi tìm con đường khác, về mình mở kinh doanh truyền thống. Nhưng mà 4 năm nay thật ra mình làm truyền thống cũng rất vất vả. Vì làm chủ cho một doanh nghiệp, chủ một mình chứ không có chủ hệ thống. Và mình ngộ ra được vấn đề là gì? Làm thuê thì cũng vất vả, làm chủ đăng cấp thì cũng càng vất vả hơn. Và khi làm chủ cho bản thân mình thì mình thấy là gì? Thấy còn cũng vất vả hơn nhiều. Và cơ may nó đến với mình là mình biết được cái sản phẩm Reary từ người bạn chia sẻ, là Anthony Thương chia sẻ. Và khi mà chia sẻ rồi thì mình cũng tìm hiểu của mình cũng dùng. Bởi vì 4 năm nay mình đi tìm cái sản phẩm giảm béo, cơ thể mình rất là béo. Và thứ hai nữa là bị những cái bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và huyết áp cao. Và những cái bệnh đó mình uống thuốc tây rất là nhiều, hơn một năm nay mình uống thuốc tây nhưng không cải thiện. Và nếu như uống thuốc tây nhiều thì cơ thể mình, gan thận mình nó sẽ hư hết, chức năng nó sẽ yếu kém. Và cuối cùng thì mình cũng phải mày mò đi tìm những cái sản phẩm nào mà nó có khả năng đào thải độc tố, bóc tách mỡ nội tạng và nó làm cho mình trẻ hóa làn da ra. Và những cái đó là điều mong muốn. Và đặc biệt đó là cái sản phẩm mình mong muốn. Cái thứ hai nữa là mình tìm một cái cơ hội gì. Bây giờ đang dịch bệnh và đi ra ngoài tiếp xúc người ngoài thì rất là dễ nguy cơ bị nhiễm COVID, đúng không các anh chị? Nên là chính việc đó là mà tìm kiếm một cơ hội nào kiếm tiền mà ở trong nhà mà không cần phải đi đâu hết, đúng không? Khi chúng ta chỉ cần cầm cái điện thoại là chúng ta làm việc được rồi. Thì khi tìm hiểu đến cơ hội Amway thì thoạt đầu mình cũng nghĩ nó là đa cấp, và mình nói là nếu đa cấp thì mình sẽ không làm, bởi sao? Mình đã từng làm đa cấp rồi, rất là vất vả, rất là cực khổ, kiếm tiền cũng chua lắm, không kiếm nổi. Muốn kiếm 1.000 đô thì mình phải trải qua ít nhất là 6 tháng đến 1 năm mới kiếm được. Nhưng ngày hôm nay mình nắm bắt cơ hội của Weary. Sau khi mình dùng sản phẩm mình chỉ có 2 tuần thôi, thì các anh chị nhìn thấy đó, từ một cái cơ thể mình 60kg, không? Làn da của mình nó không được săn chắc mà nó nhăn nheo, nó mập như vậy đó. Các anh chị nhìn thấy cái sự khác biệt giữa cách chỉ có 2 tuần thôi và mình hình ảnh của mình cách đây khoảng 4 năm. Và mình thấy cái sản phẩm nó quá tuyệt vời. Thứ nhất là cái bệnh huyết áp và đường của mình nó cũng cao. Và mình uống 2 tuần thì mình không còn hiện tượng đau đầu nữa. Huyết áp mình giảm từ 140 giảm xuống 120. Và đường của mình cũng giảm luôn. Và đặc biệt một cái là gì, vóc dáng của mình xuống gần hơn 2kg đó. Thì đến bữa nay thì xuống là 4,5kg rồi. Thì các anh chị thấy là thân hình của Lài ở đây là không nhìn thấy, nhưng mà nhìn ở trên hình là các anh chị thấy rồi. Thì mình cảm thấy rất là ngạc nhiên và bất ngờ, rất là mừng và rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì cái sản phẩm nó quá tuyệt vời. Nó giúp cho mình cải thiện về sức khỏe, về sắc đẹp, không? Và nó trẻ hóa làn da. Mọi người bạn bè mình nhìn mình tưởng mình giống mình đi thẩm mỹ viện đó. Khi mình gửi hình mọi người hỏi có đi thẩm mỹ viện không? Thì mình nói là không. Cái này một cách tự nhiên, và tại vì cái sản phẩm nó có chất chống oxy hóa rất là cao, gấp 30 lần trái cây bình thường. Và khi uống cái này nó có những cái chất chống oxy hóa như vậy thì nó có đào thải độc tố và nó tái tạo tế bào mới và nó làm trẻ hóa làn da. Đó là cái thực tế là nó như vậy. Thì khi mình chỉ dùng 2 tháng thì mình thấy 2 tuần mình thấy như vậy thì bắt đầu mình nghiên cứu tới chính sách, tới quyền lợi và công ty. Và hôm nay mình cũng nói luôn, cái người mà cấp mình làm cách đây 1 tháng là anh hai mình tổng giám đốc. Và khi mà ảnh cấm mình làm trong cái gọi là trong cái hoàn cảnh là cấm, không được làm tự do, 1 ngày 2 tiếng, buổi trưa và buổi tối thôi anh chị à, lại bị cấm làm lén. Nhưng mà khi lại thấy sản phẩm nó quá tốt, thấy không? Rồi chính sách nó quá tuyệt vời,
ở chỗ là gì? Là công ty cho rất là nhiều tiền, 7 loại tiền, và tiền thì trả rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 phút. Đó thì Lài làm ngay là khoảng 1 tháng hơn mấy ngày đó. Thì Lài vô một tuần là Lài đã kiếm được hai người, chia sẻ hai người là đã kiếm 1.000 đô của tháng trước rồi. Và tháng này thì Lài lên tiếp danh hiệu Rising. Nhưng mà chắc chắn là từ đây đến cuối tháng thì ít nhất cái mục tiêu của Lài là Superstar. Nhưng mà ít nhất cũng lên Rockstar, đó là chắc chắn. Thì chia sẻ cho các anh chị và các bạn cũng mừng cho Lài, bởi vì Lài thấy cơ hội này nó làm nó dễ hơn ăn cơm. Nên là anh chị nào nếu như ngày hôm nay anh chị đang làm rất là bận rộn, rất là nhiều việc nhưng chưa kiếm được nhiều tiền, thì anh chị phải nghiên cứu, tìm hiểu cái cơ hội này. Bởi vì Lài là một người làm rất là nhiều việc. Một ngày Lài làm 4 việc lận chứ không phải một việc đâu. Query là chỉ làm ngoài giờ, chưa là gọi là dành trong giờ. Mà công việc ở đây nó rất là đơn giản, đúng không? Vì sao lại chọn? Chỉ có 3 lý do thôi. Cái thứ nhất là công việc ở đây là mình, bản thân mình dùng sản phẩm, mình cải thiện sức khỏe rồi, mình chỉ chia sẻ qua đường link, qua bàn cầm một cái điện thoại thôi. Một cái người hệ thống phía dưới của mình á là 70 tuổi, 60 tuổi, 67 tuổi là chị, những chị đó như chị Nhị, chị Đẹp, là họ già rồi, tuổi họ lớn tuổi rồi, họ muốn nghỉ hưu rồi. Nhưng khi lại chia sẻ lại hướng dẫn là họ đã làm được. Tháng này chị Nhị và chị Đẹp cũng lên danh hiệu spa. Đó, nên là nói với các anh chị rằng là họ lớn tuổi họ còn làm được, nói chị các anh chị trẻ tuổi. Đúng không? Đặc biệt là Lài là cái người làm ngoài giờ, và thứ hai nữa là cái người đang bị cấp. Nhưng mà ngày hôm nay anh hai của mình, anh tổng giám đốc, ảnh đã vào một cái gói 35 triệu và là F1 của Lài luôn. Đó, và tháng này anh cũng đã lên danh hiệu spa rồi. Đó, nhưng mà hiện tại anh đang làm công chức nhà nước, anh cũng chưa dám lộ diện. Có nghĩa rằng là sản phẩm anh cảm nhận tốt rồi, thì ảnh tìm hiểu cái cơ hội này, anh thấy mình cũng đã thành công, nên ảnh đồng tình ủng hộ và mà muốn anh thành công đi cùng với em lên danh hiệu rồi diamond luôn. Thì các anh chị nghĩ đi, cái cơ hội này nó quá tuyệt vời. Đó là thứ nhất là sản phẩm nó tốt rồi, thứ hai nữa là gì, là cái cách làm công việc làm mình rất đơn giản. Mình không phải đi bán hàng, mình không phải đi chào hàng, không phải đi lấy tiền, mình chỉ gửi qua đường link cho bạn bè nhìn hình ảnh mình thay đổi, họ thấy tốt thì họ đặt thẳng luôn vào mã, mua thẳng từ công ty, đúng không? Thì mình lại có tiền, mình chỉ ngồi mình chừng nhận tiền thôi, mình đâu cần phải làm gì như làm đa cấp hay làm truyền thống. Là làm kinh doanh truyền thống thì cũng rất là cực, rất là vất vả. Chết mẹ. Vâng, chị Lài, rất là cảm ơn chị Lài với cái phần chia sẻ. Các anh chị có thấy là tuyệt vời không ạ? Chị Lài là ở đây là bốn, chị đang nói là một ngày chị làm 4 công việc, đúng không ạ? Chứ không phải là chỉ là công việc query. Thế và chỉ làm query ở trong cái thời gian là rảnh thôi. Thì em thực sự là rất là khâm phục, bởi vì là với một cái thời lượng công việc, ví dụ như là chị làm về cái Sâm Ngọc Linh là cái công việc truyền thống của chị, đúng không ạ? Chắc chắn là nó cũng sẽ chiếm rất là nhiều thời gian. Thế nhưng mà chị cũng vẫn rất là chăm chỉ, con ong chăm chỉ là dùng những cái thời gian rảnh. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là học hỏi từ cái thành công và những cái kết quả chị Lài đạt được, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Tháng trước là chị ở vị trí star và tháng này là đã lên Rising Star rồi. Thì mà hoàn toàn là làm mới chỉ có là một vài tiếng một ngày thôi, trong những thời gian nó rất là rảnh thôi. Và ở đây nó có một cái điều mà em rất là thích khi chị chia sẻ là không, chúng ta không phải cầm sản phẩm đi bán hàng, đúng không ạ? Thực sự là khi mà vào query thì em thấy đấy là một cái điều mà em yêu thích nhất. Bởi vì tại sao? Trong nhà em là không có hàng. Không có hàng như là những cái công việc khác. Người khác thì nhà lúc nào cũng đầy hàng. Nhưng ở đây là nhiều khi là muốn có hàng để chia sẻ cho khách thì không có. Em thấy chị Lài vừa bị out ra, đúng không ạ? Bây giờ chị vào lại rồi chưa ạ? Hello. À rồi, ok. Sorry, chị. Mọi người. Vâng. Mạng nó bị rớt. Recording in progress. Lài cũng chị tiếp tục đi ạ. Rồi, ok. Thì Lài cũng chị. Hình như là chị đang có hai thiết bị vào cho nên nó bị vọng. Rồi, rồi, cứ thoát. Dạ, dạ.
Chị Lai có còn ở trong Zoom không ạ? Chị Lai lại thoát nhầm máy rồi em ạ. À, lại thoát nhầm máy. Alo chị Lai đây. À đây rồi, đây rồi ạ, đây rồi ạ. Lai cũng tranh thủ là chốt vài vấn đề cho anh chị em để một số anh chị em mới cũng suy nghĩ, cũng đang tìm kiếm cơ hội công việc để chúng ta kiếm tiền. Thứ nhất là Tết nhất tới nơi rồi. Thứ hai là tương lai trong năm 2022 ta tìm một cơ hội công việc nào nó ổn định và có thu nhập tốt, và làm thì có người hướng dẫn cho mình từ A tới Z, thì không lý do gì ta không làm được, đúng không? Những cô, những chú lớn tuổi 60 tuổi đang trong hệ thống Lai làm đang rất tốt vì có người dẫn dắt và có hệ thống BAT hướng dẫn hỗ trợ đào tạo hàng đêm, hàng ngày, hàng tuần đó. Thì cái cơ bản nhất là chúng ta khi tiêu chí chúng ta chọn một công việc thì gì? Cái thứ nhất là cái sản phẩm nó là linh hồn của doanh nghiệp. Thì sản phẩm mình, một sản phẩm có 20 chức năng, nó có thể làm trẻ, làm đẹp, làm khỏe, không còn bệnh gì hết, đẩy lùi hết, thì nó có chất chống oxy hóa rất cao. Đó là sản phẩm là tuyệt vời lắm, không có thể nào sản phẩm nào có thể bì với nó hết. Đó là nó thật nha. Và thứ hai nữa là gì? Là cái công việc của mình làm rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, không phải vất vả như đi làm đa cấp, đi làm truyền thống, phải giao hàng, phải bán hàng, phải đi lấy tiền. Đó, thì các anh chị hình dung rằng công việc của mình rất đơn giản, mình xài đi cho khỏe, cho trẻ, cho đẹp. Và bắt đầu mình chia sẻ đường link cho họ, họ tự vô công ty họ tìm hiểu. Và thứ hai nữa là gì? Họ được những cái lớp đào tạo vào buổi tối như thế này của hệ thống. Thì chúng ta vào thì chúng ta biết cách để chúng ta... Ủa, sao nó ồn quá vậy ta? Chị cứ nói đi để em tắt mic của ấy. Ồ, sao nó ồn. Rồi rồi, em tắt mic rồi. Thì cái điều thứ hai là công việc. Chúng ta sẽ đấy, tìm hiểu công việc làm như thế nào, đúng không? Thì công việc đơn giản là chị nói là xài hàng cho tốt, cho khỏe, cho trẻ, cho đẹp, và chia sẻ hình ảnh của mình cho bạn bè, cho người thân. Và chúng ta chia cái đường link web của công ty weary.com, họ vô họ tìm hiểu hết. Và công nghệ hiện đại của mình là gì? Hệ thống có công nghệ. Chúng ta dùng cái công nghệ đó gửi toàn bộ cho những người quen, người thân của mình. Công việc rất đơn giản, nó dễ như ăn cơm bữa. Đó, so với công việc là làm ăn qua trước đây nó cực cả trăm lần. Đây có thật. Nên ngày hôm nay có những anh chị đang làm đa cấp ở trong đây, là cũng xin phép nói xin lỗi các anh chị luôn. Bởi vì mình đã xác định, mình nói là nếu là đa cấp mình không làm. Bây giờ rất là cực, rất là vất vả, kiếm tiền cũng chua lắm, không kiếm được nhiều đâu. Nhưng công việc ở đây rất là đơn giản, đúng chưa? Và điều thứ ba nữa là gì? Chúng ta kiếm và dễ giúp cho tuyến dưới của mình được. Mình rất là vui mừng bởi vì sơ đồ ở đây là dị phân và nó có hưởng 7 tầng. Thu nhập trên thu nhập đó là một cái thu nhập là mình ấn tượng và mình kết nhất. Và điều thứ hai nó gì? Mình nỗ lực đến hero là mình có lương hưu rồi. Như vậy thì ở đây có công ty nào mà trả lương hưu về ngành MLM? Các anh chị thử coi, xem gửi coi. Đó, chính sách nó rất là tuyệt vời, nó có 7 loại tiền. Những công ty đa cấp chỉ có 2 loại thôi. Bởi vì bản thân mình đã thành công ở những công ty đa cấp lớn chứ không phải bình thường. Đó là cái chính sách nó quan trọng nhất. Cái điều thứ tư nữa là gì? Thứ các anh chị làm đây, các anh chị có sự dẫn dắt của một hệ thống lớn. Mà đặc biệt hệ thống mình là hệ thống hồi nãy ông Bo nói đó. Một trong những hệ thống mạnh nhất, giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất của Việt Nam. Thế thì anh chị nào ở trong hệ thống này là anh chị rất là may mắn. Nên nếu mà để đi so đỏ với cái những mạnh hệ thống khác, không có cửa để nói chuyện với hệ thống mình. Đó là lại nói thật. Bởi vì toàn lãnh đạo là những người đã thành công những ngành MLM khác và rất là chuyên nghiệp và rất là tài giỏi. Đó là cái thứ tư là hệ thống. Cái thứ năm nữa là gì? Các anh chị có hệ thống dưới của mình để đào tạo. Một tuần có 3 ngày hệ thống lớn, 3 ngày 2 đến 3 ngày hệ thống nhỏ. Thì các anh chị chỉ cần theo biếu bước của những người thành công là các anh chị sẽ thành công. Đó, công việc này các anh chị không cần sáng tạo, không cần làm theo cái ý của mình, mà chỉ theo những người thành công họ làm sao mình làm vậy. Thì ở đây mình may mắn là hệ thống mình bảo trợ quốc tế, đó là Mr. Bo, là cái người làm Weary chỉ có 4 ngày lên Diamond. Mà Diamond ổng bây giờ thu nhập ổng trên 100.000 đô một tháng. Thì anh chị nghĩ lại làm 9 năm ổng quay, đúng chưa? So với ổng làm ở đây có 40 ngày thì mình thấy ổng mình có ấn tượng không? Mình có đam mê không? Nên bây giờ công việc ở đây là mình mê nó còn hơn là cả tình yêu của mình, là tình yêu Weary. Và mình làm ở đây, mình thực hiện trong vòng mục tiêu của mình năm nay.
tháng này là mình sẽ lên ít nhất là lên rockstar, và dưới hệ thống mình ít nhất cũng phải có 10 người lên từ star trở lên. Bởi vì mục tiêu mình làm công việc này là mình làm từ thiện, mình giúp người, nên mình dành thời gian một ngày 2 đến 3 tiếng để mình giúp những con người nào mong muốn thành công, mong muốn có sức khỏe, mong muốn thay đổi cuộc sống, thì Lai sẵn sàng dành thời gian cho các anh chị đó. Và điều thứ hai đó là gì? Khi làm công việc này, chúng ta làm kinh doanh nó đi với thiện nguyện thì nó rất là tốt. Nên mục tiêu của Lai trong năm nay thì Lai sẽ đặt mục tiêu lên đây mình chỉ 6 tháng thôi, và 3 tháng tới thì là sẽ lên Hero. Và dưới mình sẽ có một F1, đó là anh hai của mình á. Và dưới anh hai mình là gì? Là trợ lý của mình, đó là Huỳnh Thanh Long. Và những người đang đi theo mình, và dưới đó có 3-4-5 anh chị cũng đang đặt mục tiêu trong tháng này. Thì những anh chị nào mà đang làm cùng hệ thống của Lai, đang theo Lai, thì anh chị nào thật sự có mong muốn khát khao, mong muốn thay đổi cuộc sống, mong muốn có thu nhập về hưu, thì nên làm một cách chuyên nghiệp, tập trung thời gian và biết phân bổ thời gian làm sao để cho chúng ta làm việc nó có hiệu quả. Thì cuối lời thì Lai cũng nhân đây là cũng cảm ơn ban lãnh đạo của hệ thống BAT và ban tổ chức, và những cái người chia sẻ của mình, đó là em Tony Thương và Lina, Tina đã chia sẻ cái cơ hội rất là tuyệt vời để cho Lai. Thì Lai nghĩ rằng Lai là cái người cũng đã làm kinh doanh rất là nhiều lĩnh vực, nhiều nơi, nhưng tại sao hôm nay Lai chọn cái đây là nơi sự nghiệp cuối cùng của mình. Nên các anh chị ngày hôm nay, nếu như có dự buổi ngày hôm nay, thì anh chị cũng nên tìm lại những cái người chia sẻ mình và nghiên cứu về chính sách, về quyền lợi và những cái lý do vì sao mà Lai chọn là Lai đã chia sẻ buổi tối nay cũng rất là đầy đủ. Hy vọng rằng lần sau các anh chị cũng nằm trong top của những người thành công. Từ đây đến cuối tháng mình còn 8 ngày nữa, thì anh chị nào đã đặt mục tiêu lên kế hoạch thì phải cố gắng nỗ lực làm sao để mình lên được. Tất kỳ mình cũng phải nỗ lực để mình biết bản thân mình tới đâu, thấy không? Khi mình không nỗ lực hết mình thì làm sao mình biết cái năng lực mình tới đâu để mà mình đánh giá nhận định. Thì ngày hôm nay là Lai cũng chúc các anh chị cuối tháng, tất cả anh chị em nào đã đặt mục tiêu, cố gắng bám sát và để thành công và thực hiện được ước mơ. Lai xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe rất là nhiều. Lai xin chào. Vâng. Em cảm ơn chị Lai rất là nhiều ạ. Chị rất là tâm huyết và rất là tuyệt vời là chị chia sẻ với chúng ta như em nói ban đầu, là những cái quan trọng nhất là những cái tư duy của chúng ta, là chúng ta, đó là cái điều quan trọng nhất khi chúng ta làm trong cái ngành và trong công việc này. Bởi lẽ là khi chúng ta có niềm tin, khi chúng ta nhìn đến con đường, chúng ta có một cái tầm nhìn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ hành động mạnh mẽ. Và cái kết quả của việc hành động mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta sẽ có được những cái kết quả rất là tuyệt vời, mà có thể là trong cái thời kỳ đại dịch này chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là sống thoải một cách thoải mái và làm được những điều gì chúng ta yêu thích và sống theo cái cách mà chúng ta muốn. Em cảm ơn chị Lai rất là nhiều ạ. Và thực tế là thời lượng bây giờ thì nó cũng còn không nhiều, và chúng ta còn một cái phần chia sẻ nữa. Và em cũng không muốn là ngắt cái phần chia sẻ này, bởi lẽ là cái buổi mà chúng ta gặp nhau được trong tuần nó không còn nhiều. Nó chỉ có buổi thứ năm này chúng ta được chia sẻ nhiều nhất. Thì em muốn mời lên đây tiếp theo, các anh chị hãy nán lại phòng Zoom một ít phút nữa. Và bởi vì tại sao ạ? Chúng ta nghe kiến thức thì rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nghe được những cái chia sẻ từ người thực việc thực, đó mới là những cái mà nó khiến cho chúng ta ra quyết định và có cái hành động mạnh mẽ. Thì em xin mời tiếp theo lên đây một người chị em cũng rất là yêu quý, bởi vì là em biết là chị cũng rất là giỏi, chị làm cho tập đoàn nước ngoài, nhưng mà chị lại lựa chọn cái công cụ là kinh doanh theo mạng này, và Query là đối tác, và chị có kết quả rất là tốt cả về sản phẩm lẫn kinh doanh. Và em xin mời lên đây chị Tuyết Mai trong đội ngũ của chị Ánh Hoa, sẽ chia sẻ với chúng ta những cái trải nghiệm của chị với Query ạ. Em xin mời chị. Ok. Mai xin chào tất cả các anh chị và cô bác có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay ha. Rất là cảm ơn chị Lai. Sau phần chia sẻ của chị thì cho Mai có thêm một cái nguồn năng lượng nữa, có một cái mục tiêu rõ ràng hơn. Thì Mai xin tự giới thiệu một xíu, thì Mai tên đầy đủ là Võ Thị Tuyết Mai, Mai đang sống ở Bình Dương và làm việc ở Sài Gòn. Thì công việc chính của Mai đó là Mai đang làm cái nhãn hàng riêng cho cái sản phẩm giấy vệ sinh với lại khăn giấy để xuất khẩu. Tuy nhiên thì giống như chị Lai vừa nói, cái đợt đại dịch vừa rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nền kinh tế,
Cho nên đó cũng là lý do mà Mai, cái công việc của Mai nó cũng không có thuận lợi lắm. Có nghĩa là đơn hàng bắt đầu nó cứ giảm dần giảm dần. Thì đó là lý do mà Mai toàn lựa chọn một cái cơ hội hoặc là một cái giải pháp để mà có thể thay thế cái công việc trong tương lai, hoặc là kiếm thêm cái nguồn thu nhập của mình, không phải bị mất thêm thu nhập. Thì đó là lý do mà Mai biết đến Kiari. Thì thật ra khi biết đến Kiari là mục tiêu là tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên thì khi mà trải nghiệm sản phẩm thì thật sự là Mai nói là Mai rất là yêu thích sản phẩm. Thật sự trong lòng luôn Mai rất là yêu thích luôn. Mai sử dụng cho đến ngày hôm nay là đúng vừa tròn 3 tháng. Thì Mai giảm được là 6cm vòng eo. Mai giảm được 3kg. Thật ra là khi mà Mai sử dụng sản phẩm, mục tiêu không phải là Mai để giảm cân, mà mục tiêu Mai là Mai cần trẻ hóa. Tại vì Mai biết là hiện tại thì cái không khí, môi trường, rồi mọi thứ, thực phẩm nó không an toàn. Cho nên là Mai biết là mỗi ngày mình dung nạp rất là nhiều những cái chất độc hại. Cho nên đó lý do Mai tìm kiếm những sản phẩm. Mặc dù là trước đây Mai cũng đã đang từng sử dụng sản phẩm chức năng của những công ty khác, Mai không tiện nêu tên. Thực ra là tốn dịch cũng rất là nhiều. Nhưng mà khi sử dụng Kiari thì cái điều mà Mai tâm đắc nhất đó là nó có chất chống oxy hóa cực kỳ cao. Và bản thân Mai sử dụng thì Mai cảm thấy một cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Đầu tiên là về cái thay đổi cái huyết áp của Mai. Ngày xưa là huyết áp Mai rất là thấp. Huyết áp Mai chỉ nó rơi vào khoảng 95 đến 98. Và mỗi khi mà Mai tức giận nè, hay là Mai bị stress nè, hay Mai buồn bực với chuyện gì đó, thì huyết áp Mai là nó xuống rất là thấp. Và lúc nào mặt cũng đỏ bừng lên, và tim đập mạnh và rất là khó chịu. Có nghĩa là con người mình không có kiểm soát được cảm xúc luôn. Nhưng mà khi Mai sử dụng sản phẩm đến nay thì một tháng trở lại đây thì Mai cảm thấy đầu tiên là huyết áp Mai nó ổn định trở lại luôn. Có nghĩa là nó sẽ rơi vào dao động từ khoảng 102 cho đến 105 thôi. Và đó là cái điều mà Mai cảm thấy thích thú nhất. Và cái cảm xúc của mình khi mà có công việc á, mình cũng không có bị áp lực. Thì khi mà Mai biết, Mai nhận ra là đó là nhờ cái viên năng lượng Kiari. Thì đó là lý do giúp cho Mai tập trung trong công việc nhiều hơn, mà Mai giảm được cái bị stress. Ví dụ như những cái công việc, bây giờ Mai làm công việc mà chạy chỉ tiêu cuối tháng hay gì đó, thì Mai bị áp lực rất là nhiều, bị stress, bị chạy doanh số. Nhưng mà khi mà Mai sử dụng sản phẩm rồi thì bây giờ là Mai cảm thấy mình lạc quan lắm. Mình cứ làm hết sức mình thôi, còn đạt hay không đạt thì cái chuyện đó là mình đã cố gắng hết sức rồi. Nên mình không phải lo lắng hay là mình suy nghĩ quá nhiều nữa. Thì giúp cho Mai cái tăng cái sự tập trung rất là cao. Cái cải thiện tiếp theo mà Mai thấy bản thân mình có nữa đó là cái về làn da của Mai là, tại vì Mai lúc trước là Mai hay di chuyển ra ngoài rất là nhiều, Mai đi xưởng nhiều lắm, cho nên là nó cứ da nó cứ khô á. Nó khô lắm, buổi sáng ngủ dậy mà rờ nó khô ráp lắm. Thì đến hôm nay da nó rất là mịn màng. Ai mà đã từng gặp Mai những ngày đầu đến bây giờ thì cũng có thể nhận ra là da Mai bắt đầu láng mịn lại, mà cảm giác rất là săn chắc và hồng hào nữa. Thì cái điều tiếp theo nữa là, tại vì có khi Mai thức rất là khuya công việc của Mai đó, cho nên là bây giờ Mai ngủ dậy thì Mai cảm thấy mình rất là tỉnh táo, không có còn ngày ngày khó chịu rồi cứ ngồi dậy rồi lại muốn ngủ tiếp, không có. Ngủ bật dậy là dậy liền ngay lập tức, sáng cứ 5 giờ là đúng 5 giờ là dậy. Thì nó giống như nó thành một cái thói quen rồi. Và một cái điều Mai cực kỳ thích ở cái sản phẩm nữa đó là khi mà Mai sử dụng sản phẩm này rồi thì Mai không có cần mất cái thời gian buổi sáng phải bận rộn lo ăn sáng hay là kia. Ngay cả hai đứa con Mai đi học cũng dậy sáng sớm ra cứ pha sách uống xong rồi đi học, rồi tụi con muốn ăn thêm cái gì tụi con vô trường con ăn ở căng tin. Nó rất là tiện, chứ trước đây Mai phải dậy sớm rồi phải nấu ăn rồi hoặc là phải chạy đi mua đồ ăn, nói chung là rất mất rất nhiều thời gian. Thì Mai thấy được cái điều đó. Cái điều mà Mai cảm thấy thật sự thích nữa là Mai rất là thích ăn, có nghĩa là Mai không có kiêng cự ăn một cái gì hết, Mai ăn bất chấp luôn. Nhưng mà từ khi Mai uống sản phẩm tới bây giờ Mai cũng không ăn kiêng cự một cái gì hết. Có nghĩa là mọi người thường sử dụng bữa ăn sáng, mọi người không ăn, Mai vẫn ăn bình thường, nhưng mà Mai vẫn xuống cân, và đến bây giờ thì nó xuống 3kg thôi, Mai không có cho xuống nhiều. Tại vì Mai biết là ở cái thể trạng của mình mà lớn tuổi rồi mà để xuống nhiều quá thì nó sẽ không có phù hợp. Cho nên là Mai giữ được cái cân đó. Tuy nhiên thì ba cái vòng của mình cảm thấy là nó săn chắc rất là rõ ràng. Cái điều đó là cái điều mà Mai cảm thấy thực sự tâm đắc. Và Mai có một cái người anh cách đây hơn 3 tuần anh bị COVID. Thì mới dùng cái viên energy của mình á, tức là sách đang vẫn dùng một ngày một cử. Nhưng mà khi ảnh dùng Theory, ảnh dùng lên 6 viên á, thì cái tốc độ cải thiện cực kỳ nhanh luôn. Có nghĩa là lúc ngày đầu ảnh thử 2 viên, 4 viên thì nó không có xi nhê đâu. Ảnh vẫn nghe người nó mệt mỏi mà nó rất là khó chịu. Vô cái cảm giác đó rồi, người nó đau nhất không thể tưởng tượng thì tăng lên 6 viên một ngày. Liên tục trong 5 ngày thì test lại là âm tính. Và tới bây giờ 3 tuần rồi là âm tính, cả nhà bị hết luôn. Nhưng mà riêng ảnh là nhờ ảnh uống cái đó nên ảnh khỏe nhất. Thì Mai chia sẻ lại để mọi người có thêm cái thông tin, để mọi người có thể sau này mình biết mình sử dụng thêm ha. Đó, thì đó là cái bản thân Mai sử dụng được cái sản phẩm có cái kết quả đó. Và
Mai cũng chia sẻ cho bạn của mình, thì bạn Mai ngày tối hôm qua cũng gọi điện, tức là lúc đầu Mai chia sẻ thì bạn thích lắm, nhưng bạn chỉ dùng nhưng mà bạn không có nói là bạn sẽ làm sẽ uống sản phẩm thường xuyên. Nhưng mà khi sử dụng xong thì bạn nói với Mai là trời ơi Mai ơi, bây giờ là rõ ràng nhất là cái hiện tượng tóc bạc của bạn bị giảm, tức là trước khi cái thời mà bị Covid giãn cách vào tháng 8, tháng 9 là bắt đầu nó nhú những cái sợi tóc bạc lên, thì khi bạn dùng sản phẩm tới nay một tháng thì hầu như bạn nói không biết sao không thấy nó lên nữa. Có nghĩa là giảm rất là rõ rệt. Rồi thứ hai là bạn làm kế toán trưởng á, cho nên là bạn bạn hay bị vẫn bị viêm xoang nữa, nên cái thời điểm ngay gần Tết thì bạn hay đau đầu lắm. Thì bạn cũng nói là bây giờ là Quyên không còn cảm giác đau đầu nữa, mà Quyên cái sự tập trung của Quyên rất là cao và nhớ rất là về nhanh. Cái ngày xưa sếp nói xong sếp ra khỏi phòng là bạn quên, nhưng mà bạn nói là rõ ràng bạn yêu Kiri quá, nên bạn mới nói Mai là mở tài khoản cho bạn và bây giờ bạn sẽ là sẵn sử dụng đều đặn mỗi tháng luôn. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng, là đó là lý do mà Mai nói là từ cái bản thân mình mà mình yêu quý sản phẩm rồi, thì khi mà mình chia sẻ bằng cái trải nghiệm thì người bạn mình cũng có những cái trải nghiệm tương tự, tức là mình nói bằng cái trải nghiệm của mình thì bạn cũng sẽ để ý hơn đến cái cơ thể mình khi mà bạn sử dụng. Đó là cái điều mà Mai cảm thấy rất là thích ở Kiri. Thì Mai muốn chia sẻ một chút như vậy để các anh chị có thêm cái kiến thức cũng như là có thêm cái trải nghiệm khi mình sử dụng. Bởi vì trong Kiri thì giống như tìm hiểu cũng như sử dụng sản phẩm thì Mai thấy là nó có bốn cái mà Mai thật sự là Mai rất là tâm đắc, đó là chất chống oxy hóa. Và chính chất cái chống oxy hóa này đã làm chậm cái quá trình lão hóa và kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình. Và đến bây giờ những cái người bạn cách gặp Mai cách đây 3 tháng là bạn nói sao lúc này càng ngày Mai thấy càng giống như trẻ lại. Thì thật sự Mai nghĩ là đó là nhờ Kiri chứ không phải là mình có một cái thay đổi nào hết. Thật ra là về thời gian tuổi nó cả tăng lên thì nó phải già đi chứ không thể trẻ lại được, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa là cái vực đào thải độc tố và mở nội tạng, thì Mai nghĩ là cái cơ thể Mai rất là quan tâm tới sức khỏe, cho nên là Mai luôn theo dõi cái cơ thể mình. Thì chính vì cái việc mà cái sản phẩm Kiri nó giúp đào thải độc tố với mở nội tạng, đó sẽ giúp mình ngăn ngừa được những cái bệnh mạng tính. Giống như Mai nói là nếu Mai không ngăn ngừa thì cái huyết áp Mai sẽ không kiểm soát được, nó sẽ xuống rất là thấp, mà xuống thấp thì rất là nguy hiểm đó. Một cái tiếp theo nữa là tăng cường sức đề kháng. Trong cái sản phẩm Kiri nó thực sự là cực kỳ tuyệt vời luôn. Những cái người mà hay giống như những viêm xoang, hay là những cái người mà không có sức đề kháng mà yếu, vào những cái mùa trở giống như chuyển mùa, giống như mùa này nè, là bắt đầu có gì hiện tượng đau nhức, hay là cứ cần trở gió trở trời, chỉ cần chuyển mưa thôi là đã muốn bệnh rồi, thì chính cái sản phẩm này sẽ giúp cho các anh chị đó sẽ vượt qua được cái giai đoạn đó. Đó là cái sản phẩm tuyệt vời. Và một cái cực kỳ tuyệt vời mà Mai thích, cái thứ tư nữa đó là tăng cường năng lượng. Thì các anh chị sử dụng, các anh chị trải nghiệm, các anh chị sẽ hiểu được là cái sản phẩm này nó sẽ giảm, các anh chị giảm stress cực kỳ hay luôn, giúp cho mình có cái tinh thần rất là lạc quan và tăng cường sự tập trung rất là cao độ. Và đó là những cái mà Mai thật sự muốn nói về Kiri trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe.